Vật tay là chuyện thường ngày, còn vật chân thì bạn phải đến làng Fennybally, một ngôi làng nhỏ bé ở miền Bắc nước Anh mới có thể biết được thế nào là một giải vô địch vật chân. Cuộc thi này bắt đầu xuất hiện từ năm 1976 khi những người trong làng muốn tìm kiếm một môn thể thao mới lạ hấp dẫn mà chỉ người làng mới có thế mạnh. Chiến thắng năm nay lại thuộc về đô vật vật chân Nasty. Đây là lần thứ 6 liên tiếp ông giành ngôi vô địch.